Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy, cảm ơn các bạn vì đã xem video này của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang buổi tiếp theo, tức là buổi thứ 4. Thì nói chung là chúng ta cũng có thể là sắp kết thúc được cái chương trình này đấy. Mình nghĩ rằng là tầm 6 buổi hoặc là 7 buổi gì đấy là các bạn sẽ hoàn thành cái chương trình SQL mà mình đề ra. Thì như các bạn biết là buổi thứ 3 này là các bạn chúng ta cùng nhau nói về một số các câu lệnh là dùng để truy vấn dữ liệu, ví dụ như là select hay là where and or not, order by, insert into hay là null value update, delete và limit. Thì chắc chắn là các bạn cũng biết được một phần rồi. Thì các bạn biết rằng là cái cơ sở dữ liệu này thì ta truy vấn, ta tìm cái thông tin nó như thế nào, đúng không? Rồi thì chúng ta sắp xếp nó hay là ta thêm bớt một số những cái thông tin, hay là chúng ta update, chúng ta thay đổi về một số những cái gì nhỉ? Cái thông tin, đúng không? Một số những cái thuộc tính, hay là xóa thông tin, hay là giới hạn, chúng ta in ra từ một cái giới hạn nào đấy. Đấy, thì có vẻ như là nó vẫn chưa đầy đủ, đúng không? Có vẻ như là các cái câu lệnh truy vấn nó chưa đầy đủ. Bởi vì là ví dụ vào một cái hệ cơ sở dữ liệu về quản lý thông tin của sinh viên, thì trong sinh viên thì có điểm phẩy, có đúng không các bạn? Thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn tìm cái điểm phẩy thấp nhất của nó này, điểm phẩy cao nhất của nó này, hay là trong một cái lớp đấy tôi đếm xem là lớp đấy có bao nhiêu học sinh giỏi, rồi thì điểm phẩy trung bình của cả lớp đấy là bao nhiêu để đánh giá cái năng lực của cái chất lượng giáo viên giảng dạy, đúng không? Rồi thì có thể nói là tổng 3 môn toán văn anh của nó là bao nhiêu, hay là chúng ta tìm kiếm tên theo một cái ký tự bắt đầu từ ký tự nào đấy, đúng không? Hoặc là tìm kiếm trong liên kết bảng khác nhau, hoặc là chúng ta xét về cái điểm phẩy của môn tiếng Anh từ 7,5 cho đến 8 phẩy thì là bao nhiêu đấy. Thì chúng ta sẽ phải trải qua buổi 4 này, chính là các cái câu lệnh truy vấn, nhưng mà là part 2, được chưa nhỉ? Part 2 thì nó mới đầy đủ hơn, nó mới hoàn thiện hơn một chút với các bạn về những cái câu lệnh liên quan đến truy vấn. Bởi vì cái buổi 1 chúng ta là quá là gì nhỉ? Chúng ta mới nói về quá là ít, các bạn thấy không? Buổi 1 là nói về select này hay là where and all, nó quá là ít và nó chưa đầy đủ. Chúng ta muốn rằng là một hệ cơ sở dữ liệu thì phải có tính toán, đúng không? Đấy, không thể chọn bình thường mà phải có tính toán thì nó phải trải qua part 2. Được chưa? Thì với nội dung của buổi 4 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tầm khoảng 6 đến 7 bài trong tầm khoảng 20 phút gì đó. Thứ nhất là min và max. Đấy, min max thì là gì rồi biết rồi đúng không? Count, average và sum. Đấy là tiếp theo. Tiếp theo là line. Line là giống như nhỉ? Wincast thì các bạn biết rằng là Wincast đó là cái gì? Tức là do cái người lập trình viên chúng ta định nghĩa ra thôi. Có nghĩa là do, ví dụ như là các bạn hay xem một số các cuộc thi, như là cuộc thi Miss Universe ấy, thì các bạn biết rằng là khi mà mặc dù có những người rất là theo năng lực, đúng không, thì là pass vào top 20, nhưng mà cũng sẽ có những cái vé Wincast. Tức là lúc này là có nghĩa là do cái người tổ chức đấy, có nghĩa là giống như là do chúng ta định nghĩa ra. Đấy, các bạn hiểu không? Một cái trường hợp đặc biệt thì đấy, thì người ta gọi là Wincast. In, được chưa? Và between. Đấy, và alias. Alias chính là gì nhỉ? Bẩn ẩn danh, bí danh. Đấy, nếu như mà các bạn muốn nó một cái bí danh, có nghĩa là đặt cho nó một cái tên, đúng không? Thì các bạn dùng alias. Thì ok, thì là mấy cái bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tắt PowerPoint đi và khởi động MySQL Workbench cho các bạn. Rồi ok. Như vậy thì trước khi mà mình khởi động MySQL Workbench thì mình sẽ nói với các bạn một điều, đó là những cái tài liệu này thì mình hoàn toàn đã đăng lên trên GitHub rồi nhé. Các bạn có thể lên đó và tải tài liệu về nhé các bạn nhé. Thì như mình đã nói từ tất cả các cái buổi trước rồi, đó là tất cả các buổi mà mình hướng dẫn thì chắc chắn là nó đều có thể có liên quan với nhau. Tức là các bạn có thể học phần này, học buổi này mà có thể không cần phải học buổi trước, các bạn vẫn hiểu được và các bạn vẫn chạy được, được chưa? Thì ok, bây giờ mình sẽ thu gọn cái này đi một chút để vào MySQL Workbench. Để cái này to ra một chút nhỉ, hơi bé. Ok rồi nhá. Vào demo 1, các bạn biết rằng là bây giờ chúng ta muốn tính toán trên nó thì phải có dữ liệu chứ, đúng không? Các bạn muốn tính toán trên một cái hệ cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải có dữ liệu, nên là ta phải tạo bảng đấy, và tất cả các cái dòng lệnh này là dùng để tạo bảng rồi, chắc các bạn cũng quen thuộc rồi đúng không? Mình sẽ tạo một bảng khách hàng ở trong cơ sở dữ liệu demo, và mình sẽ chèn vào đó các cái thực thể nhé. Như vậy ta sẽ run này. Ở đây nó bị lỗi gì nhỉ? You have an Android. Rồi, ok, không có vấn đề gì. Sau đó thì chúng ta sẽ xóa cái phần này đi, run lại. Thì lúc này thấy rằng là ta đã có một cái bảng khách hàng bao gồm có 20 khách hàng, đúng không? Và với từng cái thông tin của họ nhá. Thì bây giờ min max tức là gì? Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta nói về học sinh đi, chúng ta muốn tìm các cái học sinh mà có điểm phẩy thấp nhất, có điểm phẩy cao nhất. Và ví dụ như đây thế, thì trong trường hợp này là tôi trả về một cái giá trị customer ID có giá trị thấp nhất, được chưa? Ta xét trên toàn bộ cái cú pháp đấy. Đấy, thì ta sẽ dùng cú pháp min, đúng không? Còn lớn nhất thì là max. Đấy, cú pháp này tức là gì đây? Chọn giá trị nhỏ nhất
của cột này từ bảng này và với điều kiện nào đấy, đúng không? Đây cú pháp bắt cũng như thế, chọn giá trị lớn nhất từ bảng này, à từ cột này, từ bảng này và với một cái điều kiện nào đấy. Bây giờ mình sẽ ví dụ như thế này thôi. Select min, đấy, chọn giá trị nhỏ nhất của bảng của cột customer ID đấy và từ bảng khách hàng. Và cái e small price này thì nữa mình sẽ nói rõ hơn, và đó chính là cái bí danh đấy, alias, tức là mình sẽ thay cái customer ID thành small price để các bạn dễ nhìn hơn thôi. Thì đúng là giá trị nhỏ nhất của nó là 1 rồi, đúng không? Thì bây giờ tôi chuyển min thành max, chắc chắn là không bao giờ báo lỗi. Thì 1 này nó chính là 20, đúng không? Thì ví dụ thì bây giờ các bạn không có để là small thì các bạn sẽ để là greatest price, đúng không? Thì greatest price là 20 cao nhất. Thế thì trong trường hợp này thì các bạn nghĩ rằng là thường thì chúng ta tìm min max là chúng ta sẽ tìm min max của một cái số, đúng không? Cũng là các cái số với nhau. Thế bây giờ liệu chúng ta thử nghĩ đi, chúng ta thử nghĩ xem là liệu nó có thể các chuỗi với nhau được hay không? Đấy, tìm chuỗi lớn nhất, chuỗi nhỏ nhất được. Khả năng là vẫn có nha. Có thì chúng ta thử đi. Bởi vì các bạn thấy rằng là với một chuỗi thì nó là sắp xếp theo A và B, đúng, A thì là nhỏ nhất, còn B thì là còn Z thì là lớn nhất rồi, đúng không? Sắp xếp theo thứ tự từ điển. Vậy bây giờ contact name, tên liên hệ thì nó là chuỗi rồi. Đấy, vậy là ta tìm một cái tên liên hệ lớn nhất. Đấy, tìm một tên liên hệ lớn nhất. Đây, tôi để nhỏ nhất đi. Đỡ phải thay đổi cái kia nhỉ. Yeah. Tìm một cái tên liên hệ nhỏ nhất. Đấy, từ bảng khách hàng run này. Đấy, nhỏ nhất thì nó sẽ là Anna Chujilo, được chưa? Còn lớn nhất. Lớn nhất thì nó sẽ là Giang Wang. Đấy, trong trường hợp này thì Giang Wang là cái người mà đứng cuối cùng của cái bảng này. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Như vậy các bạn chú ý rằng là khi mà dùng min max nhá, thì là không chỉ là so sánh với số đâu, mà còn có thể là so sánh với chuỗi được đấy nhá. Thế thì ok, bài đầu tiên thì là nhanh gọn lẹ, tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất rồi. Bây giờ trong một trường hợp nữa là tôi muốn là đếm. Đấy, tôi không quan tâm đến giá trị nhỏ nhất đếm, mà tôi muốn là tôi đếm xem là một cái phạm vi nào đấy, hoặc tôi tìm giá trị trung bình, hoặc tôi tìm tổng cơ, đúng không? Đấy, không chỉ là tìm quan tâm đến nhỏ nhất mà chúng ta phải quan tâm đến cái trung bình để chúng ta đánh giá trung bình chứ, đúng không? Thì đây chính là cái cú pháp dùng để đếm nhá. Giống như là cái phần này ta sửa sửa nhau thôi nhá, sửa min max và thành cao thôi. Đấy, ta nói như tiếng Việt này, chọn việc đếm trong cái cột nào đó đấy, và từ cái bảng nào đó khi mà cái điều kiện nào đấy, đấy ở cái điều kiện nào đấy, đấy qua là ở cái điều kiện nào đấy. Hoặc ví dụ như là cú pháp trung bình thì cũng thay mỗi cao thành average, đúng không? Chọn tính trung bình của một cột nào đấy từ một bảng nào đó và ở một cái điều kiện nhất định, được chưa? Còn sum thì cũng như thế thôi này, tính chọn tính tổng của một cột nào đấy và từ một bảng nào đó và đáp ứng ở một cái điều kiện nào, đúng không? Run thôi, có nghĩa là các bạn thấy rằng là về cấu cú pháp thì là rất là dễ, đúng không? Chuyển max thành một số các cú pháp thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ phải đúng. Và ví dụ như sau, ví dụ về cao này, nhanh gọn dễ hiểu nhỉ, ngắn gọn dễ hiểu. Nào, lựa chọn việc đếm xem là có bao nhiêu thành phố từ bảng khách hàng. Run là có 20, đúng không? 20 người sinh sống thì có 20 thành phố, chuẩn chưa? Rồi, ok nhá. Trung bình, nếu như mà nói về trung bình thì không thể nào mà chúng ta thử nhá, chúng ta trung bình nhá. AVG xem có lỗi không nhá. AVG bằng 0. Đấy, nếu như mà city này nó đều là chuỗi thì AVG nó bằng 0. Bởi vì nó không biết được rằng là ấy thôi. Vì thường thường tính toán trị trung bình thì chúng ta phải tính là giá trị số chứ, đúng không? Có đúng không các bạn? Nên là nếu như mà trường hợp chuỗi thì nó sẽ là 0. Còn nếu như mà số này là chúng ta tính giá trị trung bình của cột customer ID thì nó là toàn là số, đúng không? Thì lúc này giá trị trung bình của nó sẽ là 10,5 nhá. Đấy, thì tính rất là nhanh. Nó không như Excel hay là mấy cái gì đấy thì cái đặc điểm của database này nó tính rất là nhanh, nó dễ hiểu. Nên là càng giỏi về database thì nó lại càng có cái sự đẳng cấp, đúng không các bạn? Đấy. Làm cái gì nó cũng nhanh hơn mà. Đấy, còn tính tổng này, tính tổng customer ID và từ bảng khách hàng thì có phải là lấy 10,5 nhân 20 không? Khả năng nó sẽ là 210. Chuẩn luôn đấy. Đấy. Và sum này, customer ID này là chính là 210. Được không? Rồi ok nhá. Thế thì mình nghĩ rằng là hai bài này quá dễ rồi. Ok. Tiếp theo là mình muốn hướng dẫn các bạn về cái toán tử like. Like thì trong tiếng Anh thì các bạn biết là gì rồi. Không phải là thích đâu, mà nó giống như là gì nhỉ? Look like đấy. Đấy. Giống như là gì đấy, hoặc là nó kiểu như là cái gì đấy, chứ không phải là like là thích nhá. Các bạn phải chú ý như thế. Thì cái này nó rất là hay các bạn ạ. Bởi vì là nó sẽ được chúng ta sử dụng khi mà nó kết hợp với lại que. Đấy. Và nó có ý nghĩa như là để chúng ta tìm kiếm một cái kiểu mẫu quy định trong một cột. Đấy. Nên là bắt buộc phải làm sao que trong cái cú pháp nhé. Các bạn thấy rằng này, chúng ta lựa chọn cột từ một cái bảng nào đấy, ở một cái điều kiện nào đấy, và nó giống như là đấy, kiểu mẫu như là pattern.
đúng không? Có nghĩa là nó đáp ứng thêm một cái kiểu mẫu nào đấy, đấy. Nó đặc biệt hơn một chút nữa. Các bạn hiểu không nhỉ? Thì với toán tử lai nó hai cái là phần trăm và dấu gạch dưới. Phần trăm chính là đại diện cho không, một hoặc là nhiều ký tự. Đấy. Còn gạch dưới là chỉ only one, là một ký tự thôi, đại diện cho duy nhất một ký tự thôi. Có vẻ hơi khó nhỉ? Thì ok, mình run để các bạn hiểu thôi. Thì đây, cú pháp đó là gì? Chọn cột từ một cái bảng nào đấy, đúng không? Khi mà cái điều kiện nó giống như là cái gì đấy? Đấy, có nghĩa là khi mà cái ở cái nơi mà điều kiện customer name nó giống đấy a phần trăm. A phần trăm tức là gì? A phần trăm tức là khách hàng có tên khách hàng bắt đầu là chữ cái a. Đó, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, nó giống như là một cái gì đấy, đấy, đặc biệt hơn một chút thì ta dùng like, được chưa? A phần trăm tức là bắt đầu bằng chữ cái a. Nào, run. Đó. Chúng ta đã liệt kê hết tất cả các cái bảng có bắt đầu bằng chữ cái a. Nếu mà làm các bài trước thì không đời nào mà các bạn làm được ý này nhá. Được chưa? Chúng ta chỉ tìm kiếm được theo name, theo tên hoặc là tìm kiếm được theo cái gì đấy thôi, chứ không đời nào mà chúng ta tìm kiếm được theo một cái ký tự bất kỳ, đúng không? Đấy, khi mà tên của nó bắt đầu bằng a thì ta biết như thế. Và khi của tên của nó bắt đầu bằng b thì ta sửa nó thành b. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Hoặc là không chỉ customer name thì bắt có thể là khi mà cái tên liên hệ contact name. Đấy, tên liên hệ của người ta bắt đầu bằng chữ cái c thì chúng ta cũng có thể run được. Đấy. Được chưa? Thì bắt đầu ở nơi đó hoặc là kết thúc ở cái gì đấy. Kết thúc đây. Kết thúc là ví dụ kết thúc là a. Không có, đúng không? Kết thúc là g đi xem nào. Đấy, kết thúc là g này thì có contact name của bạn này, bạn Trang và bạn Quang kết thúc là g, được chưa? Thì cứ trước phần trăm thì là bắt đầu, còn sau phần trăm thì là kết thúc. Thì đơn giản vậy thôi. Ê, rất là dễ, đúng không? Hoặc đấy là phần trăm. Bây giờ chúng ta nói về một cái tiếp theo, đó là cái ký hiệu của cái này. Cái này tức là gì nhỉ? Tức là ký hiệu cho đại diện cho một ký tự. Đúng không? Như vậy là phần trăm thì là gì? Trước phần trăm là bắt đầu, đúng không? Như vậy là bắt đầu một ký tự bất kỳ, đúng không? Và sau đó là ký tự r. Vậy ý lệnh của cái câu này chính là liệt kê chọn tất cả các cái khách hàng mà có tên khách hàng có chữ cái r ở vị trí thứ hai, đúng không? Đầu tiên bỏ qua r là thứ hai này, around này, hay là the ra này, hay là n, đúng không? Thì là r thứ hai. Hoặc ví dụ như là một cái bạn tiếp theo đi, ví dụ như là bạn thứ hai mà có tên là h đi, đấy, thì có chốt này, chốt siêu chani, đúng không? Thì cái tên của nó là có ký tự thứ hai là h, được chưa nhỉ? Vậy các bạn thấy chúng ta phải rất thuấn nhầm, đúng không? Chúng ta phải hiểu được rằng là cái ký tự cái line này nó dùng rất là hay là như thế nhá. Thì đi liền với phần trăm có thể đi liền với gì nhỉ? Cái ký tự gạch dưới. Đấy. Thế thì một trường hợp đặc biệt hơn một chút thì người ta gọi là win card. Đấy, như mình đã nói với các bạn lúc nãy, win card là gì rồi, đúng không? Chính là cho một cái do cái chúng ta định nghĩa ra một cái trường hợp, một cái cây đặc biệt đấy theo ý của chúng ta. Thì bản thân của win card là trường hợp đặc biệt của line, các bạn thấy nhá. Đây, tức là như thế này thì các bạn hiểu rồi chứ gì? Chọn tất cả các cột từ bảng customer khi ở cái nơi mà thành phố nó giống như là, đấy, giống như là L này, có L ở đầu tiên, có N, có O, có N, đúng không? Như vậy là với cái này thì các bạn hiểu rằng là những đứa nào mà sống ở London thì chắc chắn là thành công. Yeah. Có nghĩa là bắt đầu bằng chữ cái L, sau đó gì nhỉ? Bất một ký tự bất kỳ, sau đó là N, tiếp theo lại là một ký tự bất kỳ và cuối cùng là O, đúng không? Vậy run thì biết thôi. Tức là giống như là liệt kê tất cả những cái đứa nào sống ở London, đấy, city ở London thì nó đều thành công. Được chưa? Thì các bạn thấy rằng là WinCard là trường hợp đặc biệt của line nhá. Đặc biệt của line thì chúng ta biến tấu nó một cách linh hoạt hơn. Được không? Hoặc ví dụ như cây này nữa. Phần trăm ES phần trăm. Nghe rất kinh khủng nhỉ. Nó hai cái phần trăm cơ à? Hơi khó nhỉ. Nhưng mà không khó lắm đâu. Thì thực ra là cái này là nó chính là một cái câu lệnh cho liệt kê tất cả các cái khách hàng mà có chứa cái mẫu ký tự là ES. Đó. Khi mà các bạn viết như thế này thì các bạn sẽ hiểu là a đứa nào mà sống ở cái thành phố có chữ ES là liệt kê. Ta xem thôi nhé. Ta xem city này. Ở đây ES là cuối này. Vị trí bất kỳ đấy. Nanterre ES, đúng không? Đấy. Thì chúng ta có thể làm được bằng cách đấy. Thì thực ra các bạn thấy rằng là nó cũng khá là nhanh, đúng không nhỉ? Tìm kiếm khá là nhanh. Bây giờ tìm bằng mắt thì đố ai tìm được, đúng không? Mà chúng ta phải dùng bằng máy. Yeah. Dùng bằng máy thì nó mới liệt kê ra một cách nhanh như thế này. Và càng nhanh thì càng tốt. Đấy, cơ sở dữ liệu thì phải càng nhanh, bảo mật càng cao. Các bạn biết rằng là một số các cái hệ cơ sở dữ liệu, ví dụ kiểu về hệ cơ sở dữ liệu an sinh về người dùng hay là về cơ sở dữ liệu dân cư ấy, cái độ bảo mật của nó rất là kinh khủng. Đấy. Cho nên là và cái độ truy cập nó rất là nhanh. Chúng ta cần phải cố gắng chúng ta làm được những cái điều đó, đúng không? Rồi, tiếp theo chính là toán tử, tiếp theo là toán tử in. Nhắc lại là mấy bài rồi? 4 bài rồi. Bây giờ sang bài thứ 5 là toán tử in này. In là gì? In là ở bên trong. Đấy, tức là cho phép chúng ta chỉ định nhiều giá trị trong cái mệnh đề where. Đấy,
in là trong, trong thì trong, trong nhiều, trong trong gì trong một đấy, đúng không? Trong nhiều thứ đấy. Cái cú pháp của lệnh in nó rất là dễ thôi. Nào, lựa chọn cột, có thể là nhiều cột nhé. Lựa chọn cột từ bảng ở cái nơi mà cột đấy ở trong một cái giá trị nào đó. Các bạn hiểu không? Cột đấy có thể ở trong một cái giá trị nào đó, nằm trong một giá trị nào đó, hoặc thậm chí là cột đấy có thể nằm trong một điều kiện nào đó, một câu lệnh nào đó. Và câu lệnh này có thể là chọn từ một cái bảng khác. Đấy là câu lệnh in này người ta mới được sử dụng như thế. Đôi khi mà trong nhiều giá trị sử dụng thì chúng ta làm sao mà người ta biết được, đúng không? Thì ta sẽ phải dùng lệnh in, được chưa? Ví dụ như là tôi muốn là cái đứa, tôi liệt kê tất cả các cái đứa mà sống ở, ở Đức và ở Mỹ, ví dụ đấy, thì ta phải dùng in. Đấy. Thay vì có thể là dùng or, à dùng and, đúng không? Where column gì đấy thì ta dùng in. Đấy. Tức là câu lệnh SQL này nó sẽ chọn chọn tất cả các cái cột từ bảng customer, và khi mà tất cả các cái khách hàng đấy nó đều có đất nước, đều sống ở Đức, đúng không? Sống ở Pháp và sống ở UK, đúng không? Run này. Đấy. Những người nào mà sống ở Đức, ở Pháp và UK là đều hiện lên cái bảng này hết. Country đấy. Đó. Được chưa? Hoặc bây giờ ta cũng có thể là chuyển cái này in thì cũng có not in, đúng không? Có khẳng định thì phải có phủ định. Thì những người nào mà không sống ở Đức, Pháp và UK thì là liệt kê ra này. Thì đúng không? Chuẩn chưa? Vậy ta thấy rằng là có tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 người là không sống ở ba cái đất nước này. Thì rất là hay khi mà các bạn sử dụng cái này để có thể là tìm kiếm xem là những người nào ở ngoại quốc, những người nào ở Việt Nam, ví dụ như thế, đúng không? Thế thì như mình nói lúc nãy là chúng ta chọn chọn nhiều cái giá trị có thể trong một bảng này. Nhưng bây giờ tôi có thể nhé, có thể ở chọn trong một cái bảng khác. Đó, chọn trong một cái bảng khác. Ví dụ như là select from customer, có nghĩa là chọn tất cả các cột từ bảng customer, bảng khách hàng khi mà đất nước của họ, đúng không? Khi mà đất nước của họ nằm ở trong đất nước từ bảng, từ bảng supply. Ví dụ như đây thì từ bảng customer. Tức là gì nhỉ? Đây, sẽ liệt kê hết. Tức là gì? Người ta sẽ đếm xem là trong, đầu tiên là đếm trong bảng bảng khách hàng này xem là có những cái đất nước nào, đúng không? Có những đất nước nào. Và bây giờ lại tiếp tục lại tìm ở chính cái bảng customer đấy, ở bảng khách hàng đấy, chúng ta tìm kiếm xem là à, những đứa, những cái đất nước nào mà ở trong đất nước vừa rồi, trong cái list vừa rồi ấy, mà tồn tại thì lại liệt kê ra. Thế vậy là thực chất ra là nếu mà làm như thế này thì là liệt kê hết, đúng không? Liệt kê hết customer. Còn nếu như cái câu hỏi dưới này, câu dưới thì là liệt kê hết tất cả các cái khách hàng mà sống khi mà cái nơi họ ở, cái nơi mà họ ở, cái đất nước họ ở nó nằm ở trong các cái quốc gia từ bảng supplier. Supplier là bảng cung cấp, đúng không? Có nghĩa là ý lúc này là hiểu là gì? Lúc này là trong bảng cung cấp thì lấy xem là cái cột country là có những cái đất nước nào, và những cái đất nước đấy nó sẽ nằm ở trong đây, nó sẽ là các cái giá trị nằm ở trong đây, được chưa? Thì các bạn sẽ lấy các cái khách hàng và nằm trong cái phạm vi của đất nước đấy. Thế thì lúc này chúng ta cần phải có thêm một cái bảng nữa, lấy giá trị country từ một cái bảng khác, được chưa? Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy, thì nên là lý do vì sao mà chúng ta phải có thêm một cái bảng khác, đúng không? Nếu không có bảng khác thì chúng ta trải hiện ra cái gì cả. Trong trường hợp này thì mình chưa tạo bảng supplier, nhưng mà các bạn phải hiểu như thế nhá. Thế là in. In là trong các cái giá trị dòi dài, có đúng không ạ? Các bạn phải hiểu như thế nhá. In là nằm trong các cái giá trị dòi dài. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn là nó dòi dài, nó phải nằm trong một cái phạm vi nào đấy chứ, đúng không? From từ đâu đến đâu, nhưng người ta không thể là dùng from to được. Là ví dụ như là I come from Việt Nam, ví dụ thế, thì người ta có thể dùng from với to, đi từ đâu đến đâu. Bởi vì là cái, nhưng ở trường hợp này cơ sở dữ liệu không dùng được from, bởi vì from là nó đi liền với lại cái tên bảng rồi, tự nhiên là nó đã bị lỗi về cái mặt tư duy, nên người ta sẽ phải dùng một cái khác, between, được chưa? Đấy, khai thác between là để khai thác một cái phạm vi nhất định. Đấy, chú ý là không dùng from to mà phải dùng một gì, between là như thế. Và các cái giá trị có thể là số, có thể là văn bản, có thể là ngày tháng, miễn sao là nó tìm được một cái phạm vi, nó thể hiện được một cái phạm vi, có một cái giá trị bắt đầu và có một cái giá trị kết thúc là được, đúng không? Thì cái cú pháp thì nó ngắn gọn đơn giản thôi, nó cũng lại đi sau where thôi, giống như là like đấy, đúng không? Hoặc giống như là in đấy, thường thường luôn là như thế. Cấu trúc này, cấu trúc là select xong đến from, xong đến where và đến cái gì thì đến, được chưa? Đấy, thì cấu trúc là gì đây nhỉ? À, lựa chọn tất một số các cái cột từ một bảng nào đó ở cái nơi mà điều kiện đấy nó nằm giữa hai giá trị nào. Được chưa? Vậy bây giờ tôi run thôi. Nào. Lại nói như cũ này, lựa chọn tất cả các cột từ một cái bảng bảng khách hàng ở cái nơi mà ID của họ ở giữa 5 và 10. Đấy, thì 5 6 7 8 9 10, in ra thôi. Đấy, đúng không? Và trong phạm vi nào đấy, hoặc là bây giờ tôi không dùng between thì ta dùng là not between, giống như lúc nãy, không dùng in thì dùng là not in, đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ là cũng có thể, đây là xét về số thì chuỗi được không? Hoàn toàn được nhá. Như đó là vì min max lúc nãy thì chuỗi là cũng hoàn toàn được. Đấy, ví dụ như về giá trị giữa các văn bản này, lựa chọn bảng
lựa chọn tất cả các cột từ bảng customer ở cái nơi mà tên liên hệ của họ nằm giữa Christina Backlund và Elizabeth Dinklage, đúng không? Đấy, tức là nằm ở tất cả các sản phẩm giữa cái bạn, giữa bạn này và bạn này. Đấy, thì ta sẽ liệt kê ra này. Thì rõ ràng thấy rằng đây, contact name là từ Christina Backlund và đến Elizabeth Brown, Elizabeth Lincoln nhỉ? Ok. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là ở giữa nó, được chưa? Thế nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà ở đây nó lại là Elizabeth Lincoln, nó lại cái Brown số 16 thì nó lại hiện liệt kê ra nhỉ? Hơi khó nhỉ, mình cười nhỉ? Vậy chúng ta phải run nhé. Run để xem là cái vấn đề này nó xảy ra như thế nào. Đây, bạn người Elizabeth Brown đúng không? Rồi, Elizabeth Lincoln là bạn số 9. Và Christina Brown thì khả năng đáng ra là nó phải in từ 5 đến 9 chứ nhỉ? Phải hơi vô lý rồi đấy. Bây giờ tôi thử dùng lệnh que này đi. Not between đi. Đúng không? Thì lúc này là nó sẽ in ra là 1, 2, 3, 4 mà bỏ cái giá trị 5. Đấy, bỏ giá trị 5 đấy. Và bỏ giá trị 16. Đấy, có nghĩa là nó sẽ không nằm giữa hai cái này. Như vậy là nếu như mà nói về chuỗi nhá, thì nó không thể nào mà đúng cái phạm vi của nó được. Đúng không? Các bạn hiểu chưa? Với chuỗi thì rất là khó để tìm được cái phạm vi. Nên là nó sẽ không tìm được phạm vi, nó sẽ không bỏ 6, 7, 8, 9. Mà thường, nó sẽ chỉ nằm và so sánh đối với một cái chuỗi, với một cái số mà thôi. Đấy, các bạn hiểu không? Với một cái số này, giống như lúc nãy. Select from số thì mới có thể so sánh được. Đấy, between giữa 5 và 10 thì là như thế này. Đấy, được chưa? Còn bây giờ tôi để ví dụ between giữa 10 và 5. 10 và 5 nhá, xem là có xung đột gì không nhá. Đó, rất xung đột ngay. Cái đầu, cái cuối thì nó phải thống nhất với nhau. Được chưa? Cái đầu phải nhỏ hơn cái cuối. Nên các bạn thấy rằng là làm cơ sở dữ liệu là phải để ý. Nên là xung đột thì rất là khó nói nhỉ? Đấy, xung đột là khó nói lắm. Cái nào đầu, cái đầu, cái nào kết thúc thì ok, chúng ta phải nói được. Đây. Đây. Về cái ví dụ lúc nãy là chúng ta thiếu là order by contact name. Đấy, đó là lý do vì sao chúng ta bảo là tại sao nó lại bị lỗi nhỉ? Bởi vì chúng ta thiếu order by contact name này. Đấy, đúng không? Chúng ta phải sắp xếp. Đấy, lý do vì sao là như thế. Các bạn biết vì sao Brown nó lại nằm ở dưới Lincoln không? Mà chúng ta tưởng là bị lỗi không? Bởi vì lúc đó là nó sắp xếp theo cái thứ tự. Đúng chưa? Sắp xếp theo cái thứ tự từ điển. Đấy. Và bây giờ lúc đấy là chúng ta chưa sắp xếp. Và bây giờ chúng ta phải sắp xếp nó. Đấy, sắp xếp theo thứ tự từ điển đấy. Rồi chúng ta mới in ra thì có phải là từ Christina Backlund cho đến Elizabeth Lincoln không? Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có thiếu nhỉ. Đấy, bản sao lại chạy nó cứ vô lý, đúng không? Đấy. Lý do là như thế. Và rõ ràng vậy chúng ta phải đúc kết ra một cái kinh nghiệm nữa. Đấy, và trong cái quá trình này là mình hướng dẫn các bạn thì mình cũng vừa mới nói ra. Nếu mà nhớ ra đó là với những cái trường hợp mà between và end ấy thì các bạn phải xem là nó sẽ sắp xếp theo cái thứ tự từ điển. Nên chính vì vậy khi các bạn in ra mà để không bị lỗi thì các bạn phải order nó, các bạn phải sắp xếp lại nó, đúng không? Có thể sắp xếp lại tăng dần hoặc là giảm dần. Được chưa? Ok. Bài cuối cùng mà chúng ta nói đó chính là alias. Alias thì nó chính là ẩn danh, một cái bí danh. Một cái không phải ẩn danh mà là bí danh, sorry các bạn. Bí danh là để đặt một cái tên tạm thời cho một bảng hoặc cho một cột. Đấy, có thể bảng hoặc có thể cột chia ra thành hai phần. Được chưa? Thì nó làm cho nó dễ đọc hơn. Giống như cái Smolit Pride lúc nãy mà mình nói đấy, đúng không? Và nó sẽ chỉ tồn tại trong khoảng gian truy vấn đó thôi. Và bí danh thì nó sẽ dùng là S. Giống như là gì? Tôi coi cái này như là một cái gì đấy thì có phải là dùng E không? Đấy, không dùng like, đúng không nhỉ? Mà dùng S, được chưa? Cột bí danh này thì là chọn cột này có tên là giống như là alias name và từ một bảng ở đấy. Và một bảng bí danh này là chọn các cái cột này từ một bảng bí danh có một cái tên như là gì đấy, đúng không? Có một cái tên là mình đặt. Vậy bây giờ tôi sẽ ví dụ thôi. Nào, ví dụ như là customer, tôi đặt, đúng không? Tôi chọn cái cột customer ID, tên nó giống như là ID. Đấy, và customer name, tên nó giống như là customer. Được chưa? Có nghĩa là ta thay đổi tên của nó. Đó, ta được hai cái tên nó khác nhau là ID và customer, đúng chưa? Rồi, nhưng mà trong trường hợp đây là tôi viết như thế này, đúng không? Customer ID và customer name customer, đấy là cái tên bảng nó có thể như thế. Nhưng rõ ràng là trong trường hợp tên bảng mà có thể là gì, có thể là nó là gồm hai cái từ chứ, đúng không? Hai cái từ chứ, thì lúc khi mà có hai từ này xảy ra mâu thuẫn rất là lớn, đúng không? Dấu x ngay này, đúng không? Nên chúng ta phải sửa lại các bạn ạ. Nếu những cái có hai từ trở lên thì các bạn cần phải để vào trong dấu ngoặc kép cho mình. Được chưa? ID customer và customer này. Đó. Các bạn hiểu không nhỉ? Một cái nốt cực kỳ hay mà mình thấy rất là đắt giá. Nhiều khi các bạn bảo là ôi tôi chết rồi,
Nếu mà thế này thì không đặt được bí danh thì bây giờ làm thế nào đây? Đúng không? Thì phải để trong dấu ngoặc kép, được chưa? Đấy, customer name hay là contact name thì đặt là contact person, được chưa? Đấy, nếu một bảng có hai từ thì ta phải để trong dấu ngoặc kép, được không? Nhưng mà thực ra là một có thể kết hợp cho các bạn ạ. Các bạn hiểu vì sao kết hợp tức là gì này? Select sao nhé, select sao from customer nhé. Tức là như thế này, tôi có thể để một cái customer ID, để một ID thành một một cột, sau đó tôi gộp hết tất cả các cái này thành một cột khác. Gộp được không? Gộp được. Nào, gộp được. Và tôi cũng dùng là e. Khi mà rõ ràng các bạn thấy rằng gộp hết vào một cái cột khác, vào một cột chung, thì có phải là chúng ta phải đặt tên cho cái cột chung đấy không? Đó là lý do vì sao mà chúng ta lại phải dùng e là như thế đấy các bạn nhé. Hay không? Quá hay luôn. Nào, ở đây, tức là gì? Lựa chọn cái customer name, đúng không? Và ở đây là chúng ta nối này, concat, đấy, concat là concatenate, đúng không? Concat chính là nối, nối dấu phẩy, ở đây có dấu phẩy này. Đấy. Nối địa chỉ, nối postal code, nối city và nối country, đúng không? Thành một cái cột mới và tên đặt tên nó là cái cột địa chỉ, address. Đấy. Và lấy cái các cái cột đấy từ customer thôi. Run này, đúng không? Các bạn thấy rằng là customer name, chuẩn chưa? Customer name là và address, địa chỉ của nó. Đấy, thì địa chỉ của nó là lúc này là cứ nối này. Đấy, phân biệt giữa hai cái này thì là nối với nhau. Kéo dài cái này ra đây một chút, đúng không? Bây giờ các bạn có thể đặt ở đây là dấu tab được không sao cả. Thì các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ tab, đúng không? Hoặc là các đây, hoặc các bạn để dấu nhiều dấu phẩy đi, ví dụ thế. Nhiều dấu phẩy. Thì các bạn thấy ngay là cách các bạn đi phân biệt được chưa? Tóm lại là gì? Tóm lại là các bạn có thể lựa chọn bằng cách nối tất cả các cái cột vào một cái cột nào đấy, sau đó dùng bí danh để đặt tên cột cho nó, và cuối cùng thì là lựa chọn từ đâu thôi, lựa chọn từ bảng khách hàng thôi, đúng không? Đấy. Như vậy thì là bài hôm nay thì mình nghĩ là ok, very easy, đúng không? Rất là ngắn, chắc là tầm khoảng 20 mấy phút gì đấy. Thì ở đây các bạn chú ý rằng là ta nói về min max, ta nói về đếm, đó, đếm trung bình tổng, ta nói về toán tử là line, giống như đấy, một cái kiểu mẫu, đúng không? Wincat là đặc biệt, trục của line, đúng không? In là trong một cái phạm vi, một cái giá trị, cụm giá trị ở đấy. Thì between với nó hay hơn, nó chính là nó nằm trong một cái khoảng giá trị và nó có một cái sự nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn, đúng không? Và cuối cùng là chúng ta nói về MySQL là alias, tức là bí danh đặt cái tên cột hoặc là đặt cái tên bảng cho một cái trường, đúng không? Thì ok, thế thì mình nghĩ rằng là ok rồi đấy. Bài buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Chúng ta sẽ làm rõ thêm về một số các cái câu lệnh, được chưa? Một cái câu lệnh liên quan đến truy vấn dữ liệu nữa. Chắc là chỉ tầm khoảng 2 đến 3 buổi nữa thôi là chúng ta có thể đăng được rồi nhá. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục xem video của mình và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Thank you.